nửa chặng đường rồi. Yes. Các cậu hãy nhớ ấn đăng ký kênh để kênh Lớp Học CQ sớm đạt 100.000 sub nha. Còn bây giờ thì mùa hè chúng ta thường hay đi đâu nhỉ? Đi công viên nước. Để cậu gặp Tami Nu nha. Yeah. Các cậu ơi, đồ ngày đi không trời lại mưa các cậu ạ. Các tiểu học sinh khi đi bơi. Đến công viên nước mà trời lại mưa. Mà mưa như thế này á thì trôi mất nhan sắc xinh đẹp của dâu Mia này mất. Mà không sao, dâu Mia tớ đã có cách. Mình đã trượt ở bên kia thì bây giờ bọn mình sẽ trượt ở chiếc cống nước này nha. Yes. Bây giờ thì bọn cháu đã nghĩ ra một trò mới cực kỳ hay luôn, đó là trò ném phao vào cột.
Moments later. Nước ấy, mênh mông toàn là nước ấy. Em anh như chưa từng trước đây. Kỹ năng bơi vô cùng quan trọng và cần thiết. Nếu các bạn chưa biết bơi thì khi xuống nước cần phải có sự giám sát của bố mẹ hoặc là cứu hộ nhé. Các em ơi, hãy mau chóng bấm đăng ký kênh để channel Lớp Học CQ mau chóng đạt 100.000 sub nhé.